xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em giới thiệu các bác là B và C 28SH, thùng loa siêu trầm 18 inch, rất to, rất hoành tráng và quên lại không cầm cái thước sang để đo cho các bác. Hơi mất điểm tí đúng không ạ? Thùng này là sơn sần dạng là giả cát. Đấy, sờ thì nó sẽ có cái độ gai kiểu như là sần cát ấy, nhưng mà đây là sần hạt nhỡ, gọi là hạt nhỡ chứ không phải là hạt cát. Sần hạt cát thì nói thật các bác là không mua được đâu. Và sờ cái này các bác nhá, nó độ bám dính rất là cao, sơn kháng nước, chống nước luôn. Đấy, sơn kháng nước, chống nước. Thùng này nó có 3 lỗ cọc, 1 lỗ nóc, 2 lỗ bên cạnh. Đấy, 2 lỗ bên cạnh. Thùng bên trong là đều có ốc ke đầy đủ hết. Thùng do bên em nghiên cứu và phát triển dựa trên cái form ý tưởng của BRC. Đây là cái miếng hậu này. Một thùng này nó tốn khá nhiều phụ kiện, gồm có 12 cái tay sách, 3 lỗ cọc và ốc ke thì 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ, 5, 6, 7, 8, 8 bộ, 8 ke, 16 ốc trên một thùng. 8 ke, 16 ốc trên một thùng. Chưa tính là ví dụ như đây mặt sau này là có thêm 16 ốc nữa. Đấy. 16 ốc đằng sau nữa để các bác về bán bánh xe cỡ phổ thông nhé. Cái loại bánh mà gần 70.000 một chiếc ấy, còn có loại bánh mà cao cấp thì hơn 80.000 một chiếc. Đấy, các bác hình dung được không ạ? Thùng thì tất cả bên trong đều có ke góc đầy đủ, đảm bảo cho các bác là đúng quy chuẩn, đúng kỹ thuật. Sơn sần là dạng là sơn hạt nhựa và giả cát. Sờ nó có một cái độ bám dính, một độ chai nỉ rất là đặc trưng của cái dòng thùng loa súp như là châu Âu hay là súp, gọi là các bác súp bãi xịn. Sần của nó sờ gai tay lắm, như cái loại này thì các bác sờ thì gai tay thôi, nhưng kể cả các bác cầm các bác vuốt thế này nó không đứt được tay, không như là một số cái loại sơn là không hiểu kiểu gì trên thị trường ấy, các bác mà sờ mà vuốt tay phát là xước hết tay luôn. Những cái loại này thì không xước được bởi vì kết cấu hạt sơn này là sơn bằng nhựa. Đây là cái bình nắn nén này. Đấy. Thùng này thì hiện tại bên em đang có bán với một mức giá khá là ổn định các bác nhá, khá ổn định. 5,6 triệu một đôi thùng này, bao ship thì là sẽ là vào 7,6 triệu. 5,6 triệu là giá tại cửa hàng các bác nhé. 5,6 triệu giá tại cửa hàng. Nó gồm có những cái gì? Một cặp thùng hoàn chỉnh là có cái chén cọc kìa. Chén cọc hiện tại em đang hết hàng nên chưa bán vào được. Cô đấu sẵn dây cho các bác. Và đằng sau, sau thùng này nó có luôn 4 cái bánh xe cao su này, 4 cái bánh xe cao su. Thì em sẽ đo ước lượng găng tay nhá. Chiều sâu nếu đặt làm ra sâu này, 20 này, 40 này, 60 này. Úi xồi ôi, vào 76, khoảng tầm 76 cm. Đây là chiều sâu, chiều ngang nhá, 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, mét này, 1m17, khoảng tầm 1m17. Và em sẽ đo chiều cao nhá, 20 này, 40 này, đấy, gần 60. Cái này là vào 54 hoặc là 56. À không phải, cái này là 56 rồi, bởi vì cổ loa là 54. Và các bác nhìn này, giữa cái miếng góc kia kìa, đến gỗ kìa, nó cách nhau một tí thôi. Tức là phổ biến là khoảng tầm 56, tính cả chân đi thì là vào 58. Thùng này thì em sử dụng là chân gỗ nhé, không dùng chân cao su mà sử dụng luôn chân gỗ, giảm thiểu được một chút chi phí và cũng như là tận dụng được các cái miếng gỗ kiểu miếng thừa ấy. Một thùng này là có 5 chân, giảm cái độ xê dịch tối đa. Và khi các bác kê hai chiếc thùng lên nhau ấy, nó khớp 100%. Các bác có thể xếp theo kiểu là pan mặt, hoặc là các bác xếp theo kiểu là cardioc, tức là hai trước một sau, hai trước một sau các bác nhé. Hai chiếc quay mặt như này và một chiếc quay lưng lại. Đấy. khả năng cao thì nếu như model đời sau nữa mà thiết kế thì em sẽ thiết kế thêm một hoặc hai cái ổ rắc, một hoặc hai cái ổ rắc cắm luôn ở mặt trước này. Tức là các bác quay mặt sau ra thì nó có rắc đằng sau này đúng không? Các bác chỉ cần cắm dây ninh từ chỗ đây là trước dưới, đây trước trên này, cắm từ dưới lên trên. Thế là xong luôn. Đấy. Tùy. Đấy. Theo kiểu là setup kiểu cardio, các bác có thể cài đặt là +1, +2, -2. Tùy. Đấy. Ok. Giới thiệu đến đây thôi. Về phần giá thì em đã báo rồi, 5,6 triệu. Giá tại cửa hàng. Riêng cái tiền phụ kiện nó không tốn nhiều, nhưng cái tiền ốc nó mới tốn nhiều. Phụ kiện của cặp này là vào ship 1 triệu. Tiền phụ kiện gồm là 8 cái bánh xe,
8 cái bánh xe nhá. Một cặp này là sẽ gánh vào 8 cái bánh xe, trung bình một bánh khoảng 70.000 đi. Đấy, 7321 7428 tức là gần 300 trên một thùng này. Đấy, cả ốc nữa gọi là 300 đi. 300 cộng với 300 nữa cái thùng này nữa là vào 600.000. Đấy, công anh em thợ lắp ráp với cả tiêu âm tiêu ước các cái cho các bác là vào 700, tức là gần 1 triệu, kém có vài trăm nghìn nữa, 300.000 nó vào 1 triệu. Đấy là tất cả chi phí của nó, có là cọc này, ốc này, đấy, bánh xe này. Tức là tiền phụ kiện con này tốn gần như là ít nhất nhá. Đấy. Ok, giới thiệu các bác như này thôi. Các bác nào quan tâm đến siêu phẩm này thì hãy trực tiếp. Giá thì các bác có thể gọi là đắt, nhưng các bác trừ đi cái tiền bánh xe. Không đắt đâu, rẻ đấy. Như năm 2022 bên em đang bán không có bánh xe nhá, là 5 triệu rưỡi giá tại cửa hàng. Đấy mà đấy gọi là thùng ăn gian đấy, thùng nó còn nhỏ hơn cái tiêu chuẩn rồi. Còn thùng năm 2022 mà đúng quy chuẩn ấy, thì không phải là 5 triệu rưỡi đâu mà là 5 triệu 8. Mà nó còn không có chỗ nào người ta làm cơ. Đấy, nói đắt kiểu ý cơ. Ok, giới thiệu các bác đến thế thôi nhá. Các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau.